Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, ngày hôm nay chúng ta quy tụ với nhau, chúng ta dâng lên Chúa lời tạ ơn, dâng lên Chúa ngày Chủ nhật thứ nhất mùa chay. Mùa chay bắt đầu vào ngày thứ tư lễ tro, mà ngày mà chúng ta bỏ tro trên đầu để nhắc nhở cho mỗi người chúng ta là con người yếu đuối, nhắc nhở mỗi người chúng ta phải tín thác vào Thiên Chúa. Và lời Chúa hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta bước theo Ngài, bước theo con đường của Ngài, bước theo hành trình để trở về với Thiên Chúa Cha. Chính vì đấy, Ngài vào trong sa mạc để gặp gỡ chính Thiên Chúa, vào trong sa mạc để tìm gặp chính con người của Ngài. Và Chúa cũng mời gọi mỗi người chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa để chúng ta được ơn cứu độ. Trong tâm tình đó, mỗi người chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng dừng thánh lễ hôm nay. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Nhưng trong thánh lễ hôm nay chúng ta cũng cầu nguyện cho linh hồn Phêrô, linh hồn Maria Magdalena và linh hồn Giuse. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, hàng năm Chúa đã ban cho chúng con 40 ngày chay thân để tôi linh hồn xác chúng con. Xin giúp chúng con sống những ngày khắc khổ ấy để học biết Đức Kitô và dõi theo gương người. Hầu xứng đáng hưởng ơn người cứu độ, người là Thiên Chúa hằng sống và hiến tri, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Trích sách Chăn Thế. Đây Thiên Chúa phán cùng ông Noe và con cái ông rằng: đây ta ký kết giao ước của ta với các ngươi và con cháu các ngươi, với tất cả sinh vật đang sống với các ngươi, như chim chóc, gia súc, tất cả những thú vật đang sống trên mặt đất với các ngươi, những gì ra khỏi tàu và toàn thể thú vật trên mặt đất. Ta ký kết giao ước của ta với các ngươi, nước lụt không còn tiêu diệt mọi loài nữa, cũng không khi nào còn lụt tàn phá trái đất nữa. Và Thiên Chúa phán: đây là dấu chỉ giao ước ký kết giữa ta với các ngươi và tất cả sinh vật đang ở với các ngươi, và sau này mãi mãi ta sẽ đặt trên trời một cái móng, và nó sẽ là dấu chỉ giao ước giữa ta với trái đất. Khi ta quy tụ mây lại trên trời, móng sẽ xuất hiện trên mây, và ta sẽ nhớ lại giao ước đã ký kết giữa ta với các ngươi và mọi sinh vật, và không khi nào nước lụt tiêu diệt mọi loài như thế nữa. Đó là lời Chúa. Ta cả đường neo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ mình minh ước và điều răn Chúa. Tất cả đường neo Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Lạy Chúa, xin chỉ cho con đường đi của Chúa, xin dạy bảo con về lối bước của Ngài, xin hướng dẫn con trong chân lý và dạy bảo con, vì Chúa là Thiên Chúa cứu độ con. Tất cả đường đều Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ mình minh ước và điều răn Chúa.
xin hãy nhớ con theo lòng thương xót của Ngài, vì lòng nhân hậu của Ngài. Thân lạy Chúa, tất cả thượng đế Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ tin ước và điều răn Chúa. Chúa nhân hậu và công minh, vì thế Ngài sẽ dạy cho tội nhân hay đường lối, Ngài hướng dẫn kẻ khiêm cung trong đức công minh, dạy bảo người khiêm cung đường lối của Ngài. Tất cả đường đều Chúa là ân sủng và trung thành dành cho những ai giữ minh ước và điều răn Chúa. Trích từ thứ nhất của Thánh Phêrô Tông đồ. Anh em thân mến, Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Người là đấng công chính thay cho kẻ bất công, để hiến dâng chúng ta cho Thiên Chúa. Thật ra, Người đã chết theo thể xác, nhưng đã nhờ Thần Linh mà sống lại. Với Thần Linh, Người đã đến rao giảng cho những tâm hồn bị giam cầm, cho những kẻ xưa kia có lúc không tin, đang khi lòng nhân từ Chúa còn khoan giãn lúc ông Noel đóng tàu. Nhờ đó một số ít người, gồm tất cả 8 người, được cứu khỏi nước lụt. Và hiện giờ, phép thanh tẩy cũng cứu thoát anh em cũng giống như thế thể tất ấy. Vì phép ấy không phải chỉ rửa sạch thân xác, mà đó là lời cầu xin Thiên Chúa ban cho một lương tâm ngay thẳng. Nhờ sự phục sinh của Chúa Giêsu Kitô, đứng ngự bên hữu Thiên Chúa, sau khi về trời đã bắt các thiên thần, các quyền thần và các đạo binh suy phục người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa, và Người ở đó suốt 40 đêm ngày chịu Satan cám dỗ, sống chung với dạ thú và các thiên thần hầu hạ Người. Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilea rao giảng tin mừng nước Thiên Chúa. Người nói: thời giờ đã mãn, nước Thiên Chúa đã gần đến. Anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay Chủ nhật thứ nhất mùa chay, lời Chúa hôm nay Thánh Marco mời gọi mỗi người chúng ta hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Có lẽ rằng ngày thứ tư lễ tro, khi chúng ta nhận tro trên đầu, thì các thừa tá viên và chính linh mục cũng nói với mỗi người chúng ta hãy sám hối và tin vào tin mừng. Điều đấy mời gọi mọi người chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, trở về trong hành động, trở về trong lời nói, trở về trong tư tưởng, để kết hợp mật thiết với Thiên Chúa. Và khi chúng ta làm điều đó, thì Thiên Chúa vẫn mời gọi chúng ta hãy nói với mọi người chúng ta như Thiên Chúa Cha nói với Chúa Giêsu sau khi Ngài chịu phép rửa sông Giô-đan: đây là Con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Và quả thật, khi Chúa Giêsu hoàn toàn vâng phục thánh ý Thiên Chúa Cha, đó là chấp nhận từ bỏ riêng cái riêng, chấp nhận để mọi thử thách, để Ngài được sống trong tình yêu của Thiên Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, sau việc mà Chúa Giêsu chịu phép rửa ở sông Giô-đan, Chúa Giêsu được Chúa Thánh Thần hướng dẫn vào nơi hoang địa. Nơi hoang địa nơi ấy Ngài để tìm gặp chính mình. Nơi hoang địa Ngài để sống đời sống khổ hạnh. Ngài để sống đời sống chấp nhận từ bỏ mọi sự để vâng theo thánh ý Chúa Cha. Điều đó nói lên là gì? Ngài phải chiến đấu. Đầu tiên đó là cuộc chiến đấu với thiên nhiên vào trong hoang địa. Và có lẽ rằng mỗi người chúng ta biết rằng nơi hoang địa là nơi chỉ có một mình ta với thiên nhiên. Và trong thiên nhiên thì rất là khắc khổ về mọi mặt, nhiệt độ, khí hậu, con người. Và tất cả điều đó chúng ta thấy ở đó một mình. Có lẽ đôi lúc cũng cảm thấy cô độc, cũng cảm thấy là mình đang bị một cái gì đó tác động đến, làm cho chúng ta luôn luôn hoài nghi. Và do đó chúng ta thấy rằng ngày xưa người dân Do Thái, Chúa Giêsu qua Môi-se đưa dân Do Thái trở về đất hứa thì cũng 40 năm để sống trong sa mạc. Và những người Do Thái đã than trách Chúa bởi vì không có thức ăn. Nhưng mà Thiên Chúa đã làm điều đó khi họ tín trung, tín thác vào Thiên Chúa. Cũng như vậy, Môi-se khi lên núi Sinai, Chúa ở gặp gỡ Thiên Chúa trong tinh lặng, và Thiên Chúa đã cho Ngài được mọi sự bình an. Và khi Ngài trở về với dân Do Thái thì mặt Ngài sáng như và mọi người không nhận ra Ngài. Cái điều thứ hai đó là Chúa Giêsu phải chiến đấu, đó là chiến đấu bởi để chống lại cái cơn cám dỗ của ma quỷ. Ở đây vào ngày thứ tư ăn chay, có ai bị cám dỗ không? Thật sự giống ngày thứ tư, có đã nhìn đói cả ngày nhìn khác, nhưng mà đó là chuyện bình thường. Nhưng mà đến lúc gần về tối thì cái cơn cám dỗ nó đến càng nhiều hơn. Không phải đó là cái thói quen hàng ngày, nhưng mà một cái gì đó nhắc nhở cho chúng ta rằng chúng ta là con người yếu đuối, chúng ta hãy cậy trông vào Thiên Chúa. Bởi vậy hôm nay chúng ta thấy rằng ông Gióp ngày xưa, khi mà Thiên Chúa ban cho ông được tất cả mọi sự thì Satan cũng đến và challenge và muốn thách đố với ông Gióp. Và ông Gióp đã tín thác vào Thiên Chúa và ông Gióp đã thắng. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy ông bà tổ tiên Adam Eva, bởi vì chính cái riêng tư và không nghe lời Chúa thì lại ông Adam Eva đã nghe lời của ma quỷ. Chính điều đó chúng ta thấy rằng mỗi người chúng ta chiến đấu không phải là vì Satan cám dỗ, nhưng mà Chúa mời gọi chúng ta hãy chiến đấu với cái ý riêng tư của mỗi người chúng ta. Mà tại sao Adam Eva đã không làm được điều đó? Bởi vì Adam Eva đã chọn cái ý riêng của mỗi con người, ý riêng của chính bản thân của Ngài. Còn đối với Thiên Chúa, đối với Chúa Giêsu, Ngài đã hoàn toàn vâng phục điều mà Thiên Chúa Cha đã trao phó. Bởi vậy, đến khi Ngài đã chịu trên thập giá thì Ngài cũng tín thác vào Thiên Chúa Cha. Thế nên ngay từ ban đầu Thiên Chúa Cha đã nói rằng đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Trong ba điều mà chúng ta challenge, trong ba điều mà chúng ta là chiến đấu, nếu mà chúng ta vượt qua mọi khó khăn, vượt qua mọi thử thách thì chúng ta cũng được Thiên Chúa Cha nói với mỗi người chúng ta như Ngài Thiên Chúa Cha nói với Chúa Giêsu: đây là con yêu dấu của ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, Chủ nhật thứ nhất mùa chay mời gọi một lần nữa chúng ta hãy bước cùng với Đức Chúa Giêsu vào nơi thanh vắng, bước với Chúa Giêsu vào nơi hoang địa để tìm gặp Thiên Chúa, tìm gặp chính mình, để rồi chúng ta chấp nhận con người của chúng ta, chấp nhận những thay đổi nhỏ nhen để chúng ta bước vào con đường bình an. Chúng ta chấp nhận những cái gì mà gọi là gian khổ trần gian để chúng ta được sống bình an với Thiên Chúa. Khi chúng ta bước vào những nơi thanh vắng để tìm gặp chúng ta, tìm gặp con người chúng ta, để biết chúng ta biết yêu thương tha nhân hơn.
trong tâm tình của mùa chay thánh này 40 ngày, giáo hội mời gọi một lần nữa chúng ta hãy trở về với Thiên Chúa, trở về với bản thân để chúng ta sống đẹp lòng Chúa và đẹp lòng anh chị em với nhau. Trong tâm tình đó, chúng ta đứng lên và chúng ta tuyên xưng đức tin. Xác và tinh thần làm cho mùa hồng ân này thực sự hoán cải chúng ta. Chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Ta ký kết giao ước của ta với các ngươi và con cháu các ngươi. Xin cho các vị lãnh đạo dân Chúa trở nên như những ông Noe, hướng dẫn các tín hữu cải lối để Chúa ban ơn giao hòa, hầu xứng đáng lãnh nhận hồng ân cứu độ. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúa Kitô đã chết một lần cho tội lỗi chúng ta. Xin cho bạn trẻ đang sống giữa những thách đố thời đại, rời xa đời sống đức tin, biết suy gẫm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu mà can đảm chống lại mọi cơn cám dỗ, thắng vượt được những nguy cơ khiến họ phải xa lìa tình thương Chúa. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần đến. Xin cho mọi thành phần dân Chúa biết mở rộng tâm hồn đón nhận hồng ân cứu độ Chúa ban trong thời thuận tiện này. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Hãy sám hối và tin vào tin mừng. Xin cho mọi người trong giáo đoàn chúng ta mau mắn lắng nghe lời Chúa kêu gọi trở về và cách tân đời sống, nên gương mẫu thánh thiện hơn. Chúng ta cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Hôm nay chúng ta cũng dâng lên Chúa những khẩn nguyện riêng tư của chúng ta. Xin Chúa đón nhận để chúng ta trở về với Thiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhậm lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa Cha toàn năng, thánh thần Cha đại hương, dân Đức Kitô tin vào hoang địa,
sau những ngày thân mật với Cha, xin cho chúng con cùng nhờ Chúa Thánh Thần mà thi hành những điều Cha đã truyền ban. Đặc biệt trong mùa chay thánh này, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúng tôi kêu đàn ông ban cho chúng con ban này là hoa màu rôn đất và lau công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trưởng, xin cho chúng con. Chúa cùng Thiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúng tôi kêu đàn ông ban cho chúng con rốt này là sản phẩm của cây nhau và lau công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của hương thiêng liêng cho chúng con. Chúa cùng Thiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện ý lời của tôi là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng. Chúa sống lại cho tôi.
được xin và trên cung đồ đề ta ơn Chúa vì Chúa đã thương cho chúng con được xin ăn học cần cơ tôn nhân và phụng sự Chúa. Chúng con tha thêm đại xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và mau đến Kitô được quy tụ nên một nhà Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhân lên hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu nên kiện toàn hội thánh trong đức bên cùng với đức giáo hoàng Francisco, đức tổng giám mục Anthony, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ và tất cả những người hiện diện trong thánh lễ này. Xin Chúa đón nhận các tôi tới Chúa lệnh linh hồn Pedro, Maria Magdalena và Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ lại trên như con Chúa thì được sống lại như xin Chúa cùng nhân anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại của mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và tất cả quý tử chúng con đã lưu trần trong tình thương của Chúa. Xin cho em thầy được bảo thuộc anh sang tôn nhân Chúa. Chúng con lại xin cho tên sau tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sự sống đời đời. Cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, thân cả như xe và các năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa và Đức Giêsu Kitô con Chúa. Trên nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang được quy về Chúa là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lời Chúa cụ thể và theo thể thức người dạy chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ngã sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa trước cám dỗ nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoan thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an, để cho rộng lòng thương cứu yêu chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Thành khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an, cho mỗi gia đình chúng con cảm nguyện được tình thương của Thiên Chúa hiện diện nâng đề, đỡ để chúng con chống lại những cơn cám dỗ và hợp nhất theo thân ý Chúa, Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng. Đây trên Thiên Chúa, đây đơn xóa tội trần gian của cha ai được sáng đêm như tiếng chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa bước vào nhà con, nhưng xin Chúa ban một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin mình báo tên Chúa Giêsu Kitô nhìn nhiều con và ban cho con được sống muôn đời. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật phụ Chúa từ trong bi tích mình thánh. Con yêu mến Chúa trên hết mọi sự.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã thương, lạy ban bởi trời nuôi dưỡng chúng con, làm cho đức tin thêm mạnh mẽ, đức cây được vững vàng, đức men hằng tha thiên. Xin dạy chúng con biết khao khát, khát tìm kiếm Đức Kitô là ban trường sinh đến thân, và biết lấy lời Chúa làm lương thực hàng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lạy xong chúc anh chị em ra về bình an. Nữ vương ban sư bằng an,